Cháu ơi, ngừng viết đi, ngừng viết đi. Mình có chuyện này gấp lắm nè. Tám Tuốt bị bắt cóc rồi. Vậy hả? Chính mình đã thấy cái cậu. Các ác nhân đã bắt Tám Tuốt đi. Và mục đích chính của họ là hạ gục gia đình bạn và khuất phục gia đình bạn đó. Vậy luôn hả? Nè, bạn bị sao vậy? Bạn phải tin mình chứ. Mình đã tận mắt nhìn thấy đó. Sao vậy? Bạn làm anh mà như vậy hả? Mình biết đó chỉ là một âm mưu của bạn nhỏ ác nhân thôi. Bạn đừng có diễn nữa. Tin mình một lần khó lắm hay sao vậy? Không giúp thì thôi, mình tự làm. Sao lần nào cũng phải trốn xa vậy trời? Thì ra là trốn ở đây. Thì ra là ngươi trốn ở đây. Ngươi trên 50 hả? Chơi núp lùm mà. Đồ phản bội. Dạ đâu có đâu. Tại vì con đã suy nghĩ lại rồi. Con muốn về phe của các cậu yêu của con. Trời ơi, nhớ cậu lắm luôn á. Thương cậu lắm luôn á. Đáng lẽ là cái suy nghĩ này con phải làm từ đầu, chứ không phải đợi tới bây giờ. Hiểu chưa? Dạ. Cuối cùng con cũng không lớn rồi Siêu Lì. Con biết đâu là người xấu, đâu là người tốt. Cậu xúc động quá Siêu Lì ơi. Con cuối cùng biết ai tốt ai xấu rồi đúng không? Dạ. Tụi cậu khổ tâm lắm á. Tụi cậu thương con nhiều lắm á. Chờ xíu đi, con cho con coi này. Cái gì hả cậu? Ôi, đây. Đi ra. Không có nhúc nhích vậy đó. Có mặt ở đây luôn hả? Nói nghe nha, bịt miệng vậy chứ cũng làm ta nhức đầu dễ sợ luôn á. Nó không trong đầu luôn á. Sao? Đi ra. Đi ra. Cậu bắt đựng Tám Tuốt rồi đó. Thấy cậu hay không? Cậu con xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Tụi cậu là hội ác nhân, đã có chứng nhận mà. À cái cậu, con ghét nhỏ này lắm luôn. Vậy hả? Nó nói nhiều gì đâu á, nó kể ba cái chuyện gì cậu không có muốn nghe. Không mấy giờ cậu cho con hành hạ nó đi, con hành hạ liền. Cứ thoải mái, cứ thoải mái. Ê, dạ. Không vậy được không? Ê, được không? Có tin tưởng không? Cháu gái ta đã hồi tâm chuyển ý rồi, chắc cứ tin tưởng đi. Vậy được hả? Cẩn thận nha, con chừng bị cắn á. Cái miệng nó bị bệnh như vậy rồi, làm sao nó cắn được hả? Đó. Dạ. Thôi lên. Qua đây bàn kế hoạch. Đây là bàn kế hoạch. Bàn kế hoạch đó hả? Sao? Kế hoạch gì? Là bàn vậy mấy người thấy sao? Thấy không hay. Tám Tuốt, em yên tâm đi. Chị tới đây là để cứu em á. Trời ơi, em biết chị lắm luôn á. Đừng nói nữa. Bây giờ nghe theo lệnh của chị nha. Chị đếm 1, 2, 3 là em chạy nha. Rồi không chuẩn bị nào tính được, tại vì... Ủa Tám Tuốt làm gì chạy nhanh dữ vậy ta? Chưa đến 3 mà. 3. Tám Tuốt chạy đâu vậy? Trời ơi, vấn đề của... Siêu Lì, dí em dí từ từ thôi. Chạy nhanh vậy em té tội nghiệp em nghe chưa? Cẩn thận nghe hai con. Nhìn hai đứa nhỏ nhớ tuổi thơ ghê. Thôi bày tiếp công chuyện của mình đi. Nè, tôi nói ông nghe nè. Cái gì? Nó chạy rồi, nó bỏ trốn rồi. Còn đứng nói nữa, bắn nó đi. Không được, bắn nó. Nó là cháu gái của ta mà. Trời ơi là trời, thiệt khổ hết sức à. Dí theo bắt con Tám Tuốt lại. Đúng là cháu ông lúc nào cũng phản bội tụi mình hết. Thôi xin lỗi đi, xin lỗi đi. Chị, sao chị không dùng chiếc khiên của mình hả? Tại vì nó không có chống được bụi. Mà sao ba ba, mama và anh Chốc Chốc không đến cứu em vậy? Không có ai tới cứu em đâu. Hả? Tại sao vậy chị? Họ không quan tâm em hả? Không phải. Mà tại vì chị, bây giờ không còn ai tin chị nữa hết á. Chị ơi, không sao đâu chị.
em cũng là một thành viên trong gia đình ông Nho siêu phàm mà. Đi tắm thuốc. Dạ, đi thôi chị. Ba mẹ nói sao? Tắm thuốc bị mất tích đó hả? Ừ. Em mấy đi đâu được? Có thể là đi tìm siêu lì. Sao lại tìm siêu lì? Bọn mua đã vẽ ra cái hình này. Có chuyện lớn rồi ba mẹ ơi. Có chuyện gì vậy? Con nói lẹ đi. Dạ chuyện là các ác nhân đã bắt Tâm Túc đi. Và mục đích chính của họ là hạ gục gia đình bạn và khuất phục gia đình bạn đó. Lại có chuyện như vậy sao? Bình tĩnh đi ba. Kiếp con gái về quan trọng hơn. Con đi nha ba mẹ. Em đi nha. Sao rồi con? Có tìm thấy siêu lì không? Dạ không thấy. Nếu mà không tin lời siêu lì thì... Con bắt tới rồi. Con manh mối rồi. Ở ngoài ô phía tây thành phố có một đám bụi mình rất đáng nghi ngờ. Chắc là do con bụi nên tấn công ai đó thôi. Vậy chúng ta tới đó liền đi. Đi. Chị bị sao vậy? Chị hơi mệt xíu thôi, em đi tắm thuốc. Vậy không, em không muốn để chị ở lại một mình đâu. Em đi trước đi, coi chừng bị bắt đó. Mấy em đi trước đi, coi chị ở lại với chị siêu lì. Không được đâu, em sẽ bị bắt đó, em đi trước đi. Không, em không muốn đi đâu. Tại sao con lại phản bội cậu? Nói nhiều lời tôi phản bội làm cái gì? Đưa vũ khí đây để ta trừng trị bọn nó. Đưa súng đây để ta trừng trị nó. Đừng mà, đưa đây. Đừng mà, tao quỳ xuống. Cái gì vậy? Nó là cháu gái ruột của ta, đừng hại nó mà. Ông lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng bên đứa phản bội này hết. Đẹp mặt chưa, đẹp mặt chưa? Để người ta xài xế cậu mình đẹp mặt chưa? Thôi đi, cắt đi hết rồi đi. Hai người gây lộn ngoài à? Bây giờ lo cái chuyện này không lo nè. Bây giờ hai đứa này tính sao? Giải quyết gì nữa? Đưa hai nó lên phi thuyền. Bắt đây. 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 Đưa. Đây. Đây. Ai? Ui da. Ui da. Ui da. Đường Hồng đúng rồi, em gái của ta. Chớp chớp. À. Ta. Thì ra là chớp chớp. Lại là cái tên chớp chớp này. Ha. Ngươi định một mình ngươi đến đây nạp mạng cho ba bọn ta. Nè, mang đi. Ê. Còn vợ chồng ta nữa, các người quên rồi sao? Dám bắt cóc con gái ta hả? Gia đình chúng ta đầy đủ rồi nè. Ê, đầy đủ gia đình nông dân siêu phàm rồi đó. Mình có đánh tiếp không? Sợ gì? Chúng ta cùng đánh gia đình nông dân siêu phàm. Lên, qua đi. Bảy. Một mình chấp chấp đã đánh ba anh em ta sắp mặt. Bây giờ thêm ba bự và ba bay. Chạy thôi. Chạy. À, không chạy. Chấp chấp, mình xin lỗi nha.
Ủa, bạn chào mình hả? Mình xin lỗi bạn nha. Nếu mà lúc trước mình chịu nghe lời bạn thì Tấm Tú sẽ không bị gặp nguy hiểm. Mình cũng xin lỗi bạn nha. Nếu biết trước chuyện đó thì mình đã nói cho bạn ngay từ đầu rồi. Siêu Lì, bạn biết không? Tình bạn là thứ sau khi hàn gắn lại nó sẽ bền chặt hơn lúc trước á. Ủa, bạn nói là chúng ta vẫn là bạn hả? Chứ còn sao nữa. Thưa quý vị khán giả, người dân trong thành phố Kun của chúng ta không ai xa lạ gì với những hình ảnh nghĩa hiệp của gia đình nông dân siêu phàm. Không những vậy, họ còn là những người nông dân kiểu mẫu, luôn mang đến cho xã hội những giá trị tích cực. Nông trại của họ đã tạo ra những dòng sữa tươi ngon, tốt lành, giúp tăng cường khả năng vận động. Chính vì thế, chúng tôi sẽ thực hiện chương trình trực tiếp nhằm tôn vinh gia đình nông dân siêu phàm trong thời gian tới. Định ăn luôn hả? Rồi lấy gì ta xài? Ta tức quá. Tại sao bọn nông dân siêu phàm lại được chú ý như vậy mà bọn ta thì không? Nếu như chúng ta tiêu diệt gia đình nông dân siêu phàm thì lúc đó chúng ta sẽ nổi tiếng hơn nhiều. Vậy thì bao giờ chúng ta mới tiêu diệt bọn nông dân siêu phàm? Tức quá à, mới cạn bên đây nước rồi ông đập luôn. Tức mà. Kế hoạch tiêu diệt gia đình nông dân siêu phàm cũng như hủy diệt trái đất đang rất là tốt đẹp. Kế hoạch của ta quá hoàn mỹ mà. Nhưng chính cháu gái của ông phản bội, kế hoạch tan nát hết. Đừng giận quá mà mất khôn. Hai đồng minh của ta cứ yên tâm đi, ta đã có một kế hoạch hoàn hảo hơn rất nhiều. Ê Chớp Chớp, gia đình của bạn đang nổi tiếng á, sắp tới được nhà đài tới phỏng vấn nữa, sướng he. Ờ thì cũng vui nhưng mà mình thấy ngại lắm. Ngại gì? Ê, con mèo kìa. Ê, hình như con mèo này nó đang bị lạc mẹ nó hay gì á. Tội nghiệp quá à. Ê, mình đừng có đụng vô, nó là mèo hoang. Bạn mà đụng vô nó cào bạn luôn á. Không có sao đâu. Nè, đó có sao đâu. Nè, đó. Hình như nó bị thương kìa. Đâu? Nó bị thương kìa, giờ làm sao? Đừng có lo, mình biết có một người này có thể giúp được nó. Ủa Tấm Tuốt, em mèo này đang nói gì với em vậy? À, em ấy đang kể lại chuyện mà lúc em ấy bị đau chân đó chị. Tội nghiệp em ấy lắm, đói bụng nên phải đi nhặt đồ ăn thừa của người khác, mà còn bị người khác đánh đập nữa chứ. Em ấy nói em ấy sợ nhất là con người đó chị. Tội nghiệp em ấy quá à. Tấm Tuốt ơi, em cho chị ẵm em bé một xíu được không? Dạ được. Ui, bạn có sao không? Không, mình không sao. Ủa em ấy bị sao vậy? Em ấy vẫn còn sợ hãi lắm chị. Chắc phải cần thêm thời gian để em ấy quen với chị đó. À Tấm Tuốt, hay là em thử hỏi em ấy xem ai là mẹ em ấy mà cụ thể là như thế nào á. Để em hỏi. Ơi, à, em có sao không? Cái con mèo này thật là vô ơn. Em không sao đâu. Hơn nữa anh đừng có trách đi em ấy. Chứ sao gì em ấy cũng tội nghiệp mà. Tấm Tuốt, em bị bệnh hả? Không sao đâu, chắc là bị ngứa mũi thôi à. Ê Chớp Chớp, mình có mang theo cái khẩu trang nè. Mình nghe nói á, con người á mà bị hắt xì á là sẽ bị bệnh á. Mà bị bệnh thì chúng ta nên đeo khẩu trang để đề phòng lây cho mọi người. Nè cậu đeo đi. Ờ. Tấm Tuốt, anh đeo khẩu trang đây á nha. Thôi, trễ rồi, không mấy mình về trước nha. Để mình đưa bạn về. Tấm Tuốt nhớ đeo khẩu trang nha Tấm Tuốt. Ủa? Sao em chưa đeo khẩu trang? Nhưng mà em đâu có bị bệnh đâu mà em phải đeo. Nhưng mà chúng ta phải phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Thì em đeo là được rồi.
Cô chào các em. Con chào cô. Ê, Siêu Lì. Hả? Hôm nay Đạt làm phim tới nhà tôi để quay ghi hình ba mẹ tôi á. Trời ơi, thật á hả? Trời ơi, xuống nhở. Bạn muốn đến xem không? Có, mình muốn. Vậy chiều nay bạn dẫn mình đi xem nha. Ừ. Bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp tại nông trại Cool để có thể giao lưu và gặp gỡ với gia đình nông dân siêu phàm. Xin mời theo tôi ạ. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Wow. Anh Tú phải không con? Mười lăm, mười sáu. Có quạt cầm tay Cool, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay túi bút Cool. 6 thẻ bài Cool đổi một quạt cầm tay siêu Cool. Có bóng phản quang Cool, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Cool. Có giày ba tin siêu Cool, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày ba tin siêu Cool. Giời. Có ba lô hoodie Cool, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cool. Siêu may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad thêm chiếc, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. Hey, bạn muốn là ai? Bạn muốn làm chi trong tương lai? Hãy đến nơi với tôi này. Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện chase your dream bằng bài hát của tôi.